Ơi, nên cũng xin chào cô chú anh chị. Thì bữa nay cũng tiếp tục nên đặt chuột hết cô chú anh chị. Hôm chờ bữa trước thì nên đặt cánh trong, giờ nay nên nói tiếp theo nên đặt cánh ngoài này nè. Nay đặt thấy đường mòn đồ cũng im lắm á, nhưng mà không biết sao đây, thấy đường thấy chạy cũng nhiều lắm. Tại vì bên đây có nước nè cô chú anh chị, đây nó đang lên nước nè, đang lên nước bên đây thì nó tạt qua bên đây mấy miếng bên này còn khô nè, còn khô gan à, thì nó tạt qua đó nên thấy đường đường nó chạy ở trong ở dưới ruộng á, đường chạy tùm lum hết trơn á, rồi nên đã bắt chuột quay về ha, chứ đặt ở dưới thì nó chạy tùm lum hết trơn luôn, không biết đường đặt à, nên đặt bên đây có, bên đây có đặt dài xuống tới dưới đó một khúc kìa đó. Thằng Tư Đen cu lợ cô lợ giờ nghỉ đi đặt chuột rồi, nó sẽ đắt rồi cô chú anh chị ơi. Đó. Cô lợ giờ đi sớ đắt rồi chứ không còn đi đặt chuột nữa, nói chứ tới mùa thì cô lợ đi sớ đắt, còn hết mùa thì hết ấy thì rảnh cô lợ mới đi đặt chuột. Ngoài đó có nguyên bài dịch kìa, giờ để nó đi ra, nên đi ra nên lụm kiếm trứng vịt lụm hết cô chú anh chị. Đó nguyên bầy vịt kìa, bầy đó là 5.000 mấy 6.000 con đó cô chú anh chị. Đó bầy vịt này nè, bầy vịt này bầy vịt tơ, bầy vịt này vịt tơ chưa đẻ đó, hình như nên nghe nói cả 6.000 con á, 6.000 con vịt, bầy này còn nhỏ quá chừng luôn kìa. Đó, nó chạy bầy này vịt nhỏ à, vịt còn tơ. Giờ để nên đi qua bên cái bầy, có con bầy đẻ, bầy đẻ thả trong đó kìa, đi vô kiếm, về kiếm trứng vịt lụm của chú anh chị à. Đi lụm trứng vịt đó, thấy cô chú chị thấy vịt không, thấy vịt thấy mê luôn. Nguyên một quầy bạn kỳ kìa, nó chạy bên này nè, này nó chạy trong gốc gạ. Rồi để nó đi vô, nên giờ này nên đặt bẫy xong rồi, giờ nên lội dài dài vô sẵn kiếm trứng vịt lụm luôn. Đây trứng hay gì nè, ủa không phải, cờ cái cục ngủ nên tưởng nó trứng vịt, nên mới lụm được trứng nè, trứng bành kỳ. Đây đẻ mà gốc gà quá chừng nhiều rồi, khó thấy quá cô chú anh chị. Không thấy gốc gà gì bịch luôn đó, này là bầy vịt đẻ nè, gốc gà gì bịch à, nên nhìn nên không thấy. Giờ đi dài dài vô, ừ, gặp thì nó lụm, còn gặp thì thôi cô chú anh chị, mới lụm được con trứng á, gục gà dày quá vậy. Đẻ này chắc nên độ chắc cũng 1.000 mấy con à, cả ngàn mấy con, đây vòng dài bệnh đẻ không. Đó nên thấy trứng nữa kìa, đây một trứng là được 2 trứng. Hình hên thì thấy thấy thì lụm. Nhiều khi mấy chỗ nước sâu nè, cái nó đẻ cái mình không thấy á cô chú anh chị, khi thấy khi không vậy đó. Đây nên thấy trứng nữa nè, này trứng non, để nên bỏ túi 2 trứng vịt này,
lụm ngang trứng, trứng này trứng non mới đẻ, trứng này như mới đẻ luôn cô chú anh chị. Hết thấy rồi, hai con chuột bự còn một con mình đã dính con kìa. Tiện chút về đổ bên kia có dính gì đâu mà không nói dính rồi. Nên cũng xin chào cô chú anh chị, buổi tối thì giờ này cũng 7 giờ ngoài rồi, trăng rồi cũng lên rồi kìa cô chú anh chị. Đã ông mặt trăng tròn tới khuya cái lên tới trên đỉnh đầu trăng, cái trăng sáng. Bây giờ 7 ngoài hai chồng nên bắt đầu đi thăm gặp chuột ha. Đây bà xã đây, chào cả nhà. Rồi nên cũng mời cô chú anh chị cùng đồng hành với vợ chồng nên thăm bẫy chuột ha. Mong rằng bữa nay đặt kiểu gì có lý của các cô chú anh chị, hy vọng nó sập đó. Kìa, bà dính nữa kìa, ung minh cây cờ dữ kìa, nên nghe một cái gặp là biết dính liền. Chắc luôn. Ủa, bên đó dính nữa. Bên đó hả? Nó gom vào bên đây nè. Đâu? Ở đây con chuột nhỏ. Vậy là mới dính đúng không? Ừ. Đổ đi. Nó đập tức bẹp đó. Dì tưởng đâu đâu. Con chuột nhỏ mới nãy nên đi ra nên chụp được hai chuột bự nữa kìa. À, lên nước cái nó chạy vòng vòng ở trên đó cô chú anh chị. Kìa cây cào bên đó nên thấy dính nữa kìa, nó cây cào đó đó nên thấy gung ginh cây cào bên đó đó, nó cào chẳng ánh đèn nên gọi á. Đi thôi. Ây da, đặt mà nhiều khi nước người ta bơm nước vô cái nó dồn bên trên mấy cái gò nè cô chú anh chị, nhưng mà nó nên nghĩ là nó tạt qua bên kia nhiều, tại vì bên đó còn khô, bên đó còn khô cái thứ nhất, cái thứ hai nên ta không có xịt thuốc cỏ. Còn như ở bên này thì người ta xịt thuốc cỏ cô chú anh chị, với người ta lăn lên nước nè cho nên cho nó rút ra bệnh đó. Còn đó chừng gai á, gai không rã quá, bự quá, gai không, gai mắc cỡ á. Lên nước mà nên không nghe con ếch nào kêu chứ không biết bắt được hay không đây. Con ếch kêu á, mấy phê. Đây một con nữa. Bự nhỉ? Rồi. Đó. Con nhỏ hơn con bự. Bự con nhỏ. Ừ. Rồi kệ cho chu vô luôn đi. Nữa bắt ra. Bự con nhỏ là con nhỏ con bự. Đây cái này dính luôn. Chuột con. Ú, ếch nhảy. Ếch nhảy gì mình nên không nghe kêu. Nè. Chưa đâu, giờ này mà chưa gì. Trăng sáng trưng với phần thì nhiều khi nước không đủ nước nữa. Đợi nước nhiều. Nước nhiều thiệt nhiều á. Nó mới kêu. Mà nước này cũng nhiều lắm rồi nè. Có thấy chỗ nào đâu mà. Nước nên lội tới gần ống quyển luôn. Mà gốc gà không. Đây, còn bự. Bự nhỏ. Bự. Đây bên này con nè. Này con nhỏ. Cái này, coi cái thằng này coi. Cái thằng này không dính. Cái này, cái này dính con bự.
Rồi anh sửa này đi. Này, đổ đi anh sửa đi. Kìa, rung dữ rồi kìa, rung dữ rồi kìa. Rung cái cờ dữ. Bự nhỏ. Lạ. Dính nó rung 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 cái cờ. Cái này không dính. Ừ, cái này không dính luôn. Uổng vậy. Đây dính con. Hai ba con chạy luôn kìa chú anh chị. Để mình gần gần nên chụp mới được. Dính con. Con nhìn con. Con nhìn con vậy. Ồ, cũng bự. Cũng bự mà. Này chứ cũng 300 gram á ông. Dính con nhùm luôn. Rồi, nó xỉn luôn hay gì, chụp nó một cái nó xỉn luôn hay gì vậy? Rồi, nhúng miếng nước rồi. Nên nãy giờ hai chồng nên thăm cũng xong rồi cô chú anh chị. Dính ít chứ không có nhiều. Được cái giặt bên này dính im. Giặt bên kia giặt khô nên tưởng nó tạt vào bển. Giặt bển dính im, ai ngày giặt bển chất quất. Nè, nhưng mà cũng được hơn cử chứ bữa trước. Này chắc cũng 2 ký ngoài 3 ký gì đó. Được con cũng nhâm. Mong gần sáng sáng cái cho nó chuột nó tạc vô á. Dính im im, một con chuột con chạy tới chạy lui vòng vòng. Dính im im cái nữa là ngon. Sáng kiếm thêm chừng vài chuột ít thì sáng kiếm thêm chừng 2-3 ký nữa được rồi. Bằng cái này thôi cũng được rồi. Cầu mong là gì. Nên mới thấy được cặp mà cô chú anh chị. Đây. Làm kỹ quá kỹ à. Đó. Đi gặp ếch. Ếch cái cũng bự nha cô chú anh chị. Ếch cái cũng bằng kỳ. Rồi nên cũng xin chào cô chú anh chị luôn. Thì bữa nay tiếp tục nên chiến ếch tiếp ha cô chú anh chị. Nhưng mà trăng sáng quá cho nên ếch nó cũng nhát. Ở đây chỉ có mấy miếng, có miếng không có gốc gạ, có miếng thì gốc gạ mà gốc gạ dày bịch luôn đó. Gốc gạ là nên thua rồi đó. Giờ kiếm mấy cái miếng mà không có gốc gạ gì nè thì bắt nó dễ. Ếch kêu cũng thưa nữa cô chú anh chị, nên không có nghe ếch kêu nhiều. Lâu có kêu một hai con gì đó, con gì rằng nhái gì vậy? Chớp mắt lý lệ luôn. Nhái rồi nhìn cặp mắt có chút xíu xíu à, biết ngay nhái ngồi ngóc nè. Đó. Chỗ này thì người ta chặt gốc gạ. Cái miếng này sao có miếng một đây chặt gốc gạ nè. Lắng con luôn. Được mà chặt gốc gạ gì không thì ngon lành cành đào luôn. Ít kêu thưa gỉnh. Đây hay nó hay gì ta. Mỗi năm mấy cái cánh này nên bắt ếch im đúng cô chú anh chị. Ếch nó kêu dữ lắm kêu luôn. À giờ năm nay nên thấy đồng nào cũng vậy chứ. Vì tại không có mưa, chỗ nên chưa có mưa. Cho nên ếch nó cũng ít. Có mưa xuống á, mát mình á, ếch nó mới ra nhiều. Rồi, thôi để chừng nào có thì nên sẽ chia sẻ tiếp ha. Chứ giờ nên không thấy rồi. Nhìn ngồi trong ngóc rồi cô chú anh chị. Này chắc ếch cái quá. Đó. Ngồi trong ngóc. Ếch cái, thôi cục tay luôn. Đấy, gói. Nên cầm sau ruột luôn. Lật cho cô chú anh chị xem cái ruột luôn rồi. Bó tài. Đây. Con ếch cầm cuốn xong nữa. Nhảy vào mắt luôn mới ghê nè. Rồi, nó lặn xuống đây rồi nè. Ấy, dụng dính.
Quá dở. Dính rồi. Rồi. Trời ơi, nên bỏ cái ếch nó chui ra luôn rồi. Rồi nên bắt lại đây. Nên mới phát hiện một cặp nữa. Đồng này đồng hai vụ cho nên ếch cũng không được bự gì mấy cô chú anh chị. Nó cũng vừa vừa. Nó cũng bự nhưng mà bự không có sồ gì mấy. Rồi, ếch được nhảy rồi. Chạy đâu khỏi ta anh. Mà chạy. Đâu mất tiêu rồi, nó nhủi mất tiêu rồi. Ờ, đây nè. Đó. Ít đực ít cái. Đây, một cặp nữa ha cô chú anh chị. Cái này mà phải kêu gộ là bắt đã lắm. Có mình nên nè. Mà được có mấy miếng này là sớ nè, có đất sớ nè. Còn nhiêu gốc gạ không à. Còn miếng bên đây thì còn khô gan luôn. Y thinh. Chưa có nước, miếng này chưa có nước. Cái giống hịch nó không biết phải không, hàng nhái không biết. Chắc nhái quá. Đất này còn khô gan cứng còng à. Xui, nhái à. Nhái à, không phải à cô chú anh chị. Hên xui nhiều khi nó lên đất khô bắt cặp nữa. Này mà phải có đám mưa sương sương cái ha. Bắt nó sướng gì đâu. Rồi, để chừng nào có nữa nên chia sẻ tiếp ha. Rồi, nên cũng xin chào cô chú anh chị ngày mới ha. Sáng nên bắt đầu đi cuốn gặp chuột rồi cô chú anh chị. Rồi xã nên đang cuốn khúc ở ngoài đó. Tại tối nên đặt từ ngoài đó vô. Sáng có bà chị cắt cỏ nên thì cuốn giạt bên này. Cái đây đâu rồi? Đây. Xe đắt ta chứ. Lại cái gì lên nước. Đây một con chuột. À, chuột đã lỡ đó, có mỡ không à, ú nu. Ăn chuột đã lỡ đó mấy. Sản và sản là cuốn bên nên cuốn một bên. Đường của em cũng lý tưởng quá. Đèn còn nè. Mà con nhọc. Chết quất này, cái đường cứng khừ luôn mà chết. Cái này thì dính. Rồi lỡ, tại sao chuột lỡ nhiều. Ít cái chuột bự. Trên nước đều động á cô chú anh chị. Thần kinh này im nè, tại bên đó còn khô gan. Chuột nó còn ổn, nó không có gom. Chuột gom đặt đã lắm. Nên phải đặt nhiều khi lên nước gì nè. Lên nước gì đặt mà mấy chỗ mà gom gom hay đặt trúng dữ lắm luôn. Đó.
bé bự. Đây một bé nữa. Mà bé này bé nhỏ. Bé lỡ luôn. Không bự cũng không nhỏ. Thì dính con. Cái này tối dính con nhỏ và dính con nhỏ nữa. Lần đó dính có hả? Nàng đặng có. Có được 2-3 con. Đây dính nữa nè. Con nhỏ á. Đây dính được bộ bự không? Sướng sướng gì đâu. Đây một bé nữa. Đây lỡ mập lúc luôn. Bằng làm cái là mỡ không? Đó dính con nữa kìa. Thấy đây dính con. Đây. Còn ú ú không? Mấy con này là có mỡ hết trơn nè cô chú anh chị. Lông mất gợt. Làm một cái là mỡ. Ngon lành luôn. Nên cũng về chạy bắt ốc nè. Mà xả nên cũng mới đổ gà. Được nhiều chuột nè. Tối nên chia rồi. Cho mấy ông anh nhậu hết ký lô. Còn này là chuột. Chuột con. Con mới chuột lỡ lỡ thôi nè. Nữa coi có làm gì ăn thì làm ha cô chú anh chị. Nấu canh chua hay là gì đó. Hấp cơm mẻ rồi đó. Ăn ngon, chuột này lỡ lỡ mềm ăn đã. Còn chuột bự này nên căng. Chuột này cũng mở không à. Được 2,5 kg. Tối nên bắt ếch được nhiều nè. Nên tối nên bắt đồng bên kia chứ không phải bắt đồng này. Đây. Qua lụm được mấy cặp cái hết luôn. Lụm được mấy cặp hết luôn. Có là trời có mấy ô đất cái nước à. Cái đồng này không có kêu, tối đâu có khoảng dắt cỡ kêu 1-2 con nè. Dắt cỡ khoảng 3 giờ mấy, gần 4 giờ là nó có kêu nè. Nó kêu cánh này nè, mà kêu ít chứ không có nhiều. Giờ đó buồn ngủ à, nên vô ngủ luôn. Để đến nay coi coi nước coi có nhiều không. Đấy, nước đang chảy ra lại hay gì vậy? Hay chảy vô. Nhiều cái nên bắt, tại mấy cánh này còn khô gan, cánh trên đó còn khô gan, chạy không gài, không có nước luôn. Cái cánh trên kia này, trên kia này nước nhiều, chắc nên trên kia. Đấy, chiều nay cái làm món ếch thì cái nên mời cô chú anh chị dùng ha. Đi về nhà bạn ha. Này, có bắt út nè, con mớ ếch đầu đãi không ăn luôn. À. Chuột thì chuột này thì bà xã nên đem đi căng. Chuột này thì mỡ có mỡ hết trơn của chúng chị. Cô uống có mỡ vậy nè. Tại tối mấy ông mà không chia ông lại ký á. Thì bà lớn mà làm ra nên làm ra mỡ không à. Mỡ cũng ít chứ không nhiều. Bữa nay tổng cộng hết ba cái chuột này chắc nên độ chắc cũng được 5 kg á của chúng chị. Tính hết luôn á, bự nhỏ luôn. Cả 5 kg. Rồi, để chiều nay nên làm gì thì nên sẽ chia sẻ tiếp cho cô chú anh chị xem ha. Ủa cháy xả chứ hả? Để ngậy nữa hả? Ừ. Ếch măng hết luôn không? Hay là còn? Trời, có mấy con hả? Thì măng hết đi. 3 cái, 4 con đực. Tưởng nó về chừa nữa chứ.
Đây số ếch tối nên nên bắt hết cô chú anh chị, mà xã nên làm nó về nè, giờ đang cháy mỡ tỏi. Cho miếng nghệ cho nó đẹp. Nghệ tốt chứ có gì đâu. Củ hành này làm gì? Để luôn. Để củ hành luôn hả? Ừ. Sầu măng củ hành luôn hả? Thì thay vì mình không để lá hành thì mình để củ hành. À, gì cũng được nữa hả? Ừ. Thích ăn hành rồi. Nay đãi anh lại ăn ếch đồng xào măng ha anh lại. Được không? Còn gì bằng nữa ha. Đây. Còn này là măng. Măng măng chua. Măng chua có măng luộc hả? Ừ, chứ không phải măng chua. Ờ phải măng luộc. Còn này là chuột chiên. Chuột lỡ lỡ á, sáng nên lựa lại mới nè. Vì vừa chiên ăn. Lỡ lỡ này nó có mỡ với nó uống chuột nó ngon ha, nó mềm. Đó, món ếch đồng ha. Đổ nước không? Đâu quên đổ chứ ha. Ta chưa để đồ gì hết, để nước một chi. Để đường bột ngọt tiêu tỏi ớt nữa ha. Giờ này cũng chiều của chú anh chị. À, phong cảnh buổi chiều, ông mặt trời sắp sửa từ từ xuống. Chín ngon quá. Có ba con cái có chín nè. Đây, món ếch xào măng với củ hành đã xong. Rồi chuột chiên, chuột muối chiên. Đó, chén nước mắm. Rồi, nên mời cô chú anh chị cùng dùng cơm với gia đình nên ha. Thì gia đình bác Út cũng giống như gia đình nên vậy đó. À, vô đây thì chỉ có bác Út. Ăn đi bác Út. Có bác Út trai thì bác Út trai còn ở ngoài đồng. Bác Út trai chưa vô. Ông nội ông Út ăn vịt rồi mà không ngát luôn rồi. Vịt gì? Ờ, à, ở nãy mới lại thấy ông Trung bắt con vịt đó. Đưa ông con luôn đó. Về nó không ngủ lòng nữa rồi. À, ba cu lại nè ba, nó hứa lụi với ba nè. Đó. Cu lại đó. Cái lụi này rảnh rảnh nè, tính. Nữa không? Lát tài đi. Cuối năm ông cũng mời từ em. Đơn giản, hai cô chú anh chị. Cái nữa có lên rồi đi kỹ kỹ thôi. Có bác Út trai là còn ngoài đồng à. Đây hiện giờ à, ông mặt trời cũng xuống rồi. Bác Út trai thì còn ở ngoài đồng ấy ba cái gom ba cái gạ gốc gạ lại. Nhiệm vụ ai nấy làm hả? Có nhiệm vụ dân hả? Người xới, một người thì xới, người thì chạc, còn người thì gom gốc gạ hả? Đi hốt gốc gạ hả? Ông về đi ngày mai mình xả cho cô không chạy dặm. Rồi mấy gốc dạ cọc bờ đó. Ông dạ cọc bờ đó, nó nổi lên đó. Ông đi vớt á. Gốc dạ cọc bờ không phải ngờ mà nổi những gà dữ lắm. Đi chợ. Ông nói với tao trước giờ vẫn nói là cắt ăn đi. Thịt vịt hôm qua như còn hay vậy? Sáng cười cho hai chồng rồi, không ăn. Bỏ ổn, có đâu ăn đâu. Chút lấy. Không, mới phải dịch cho hết rồi.
Chuột muối chiên hay vậy? Hay chiên tươi? Muối xả chiên. Ờ. Còn xương chưa nghe, vô ốp liễu. Mày hỏi theo cái bơm. Rồi, thì video đến đây nên cũng xin tạm dừng hả cô chú anh chị. Thì nên xin hẹn cô chú anh chị lại video sau. Rồi, nên chúc cô chú anh chị xem video vui vẻ. Bye bye. Bye bye.